đợt rét đậm, rét hại sắp tới diễn biến thế nào? Miền Bắc nhiều khả năng hứng đợt không khí lạnh tăng cường rất mạnh gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội tuần tới có thể xuống ngưỡng 9 độ C. Chiều ngày 18 tháng 1, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm thông tin một số dự báo ban đầu về đợt rét diện rộng tại miền Bắc sắp tới. Theo ông Lâm, các mô hình cho thấy khoảng đêm ngày 20 tháng 1, một đợt không khí lạnh khá mạnh sẽ tác động đến miền Bắc và duy trì trạng thái ổn định trong ngày 21 tháng 1. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ảnh hưởng ban đầu. Ngày 22 tháng 1, không khí lạnh tăng cường và tràn xuống rất mạnh tới toàn bộ khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và kéo dài tới tận tỉnh Quảng Ngãi. Dự báo đợt không khí lạnh này duy trì tương đối lâu, đến hết cả tuần sau. Thời điểm rét nhất là khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 1, khi có đợt không khí lạnh bổ sung. Ông Lâm nhận định, trong giai đoạn này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ C, trung du dưới 7 độ C, vùng núi cao có nơi sấp xỉ 0 độ C. Ông Lâm nhấn mạnh thời điểm không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng là đêm ngày 20 tháng 1. Lúc này, miền Bắc xuất hiện mưa rào kèm dông, tập trung ở đồng bằng, khu vực Đông Bắc Bộ sau đó lan sang các khu vực Tây Bắc Bộ. Lượng mưa trong đợt này không lớn. Hiện tượng mưa vừa, mưa to, sạt lở xảy ra với nguy cơ thấp, chuyên gia nói. Cùng với đó, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có thể rét kèm theo mưa vừa, có nơi mưa to. Với khu vực trên biển, vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông có thể ghi nhận gió mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9. Người dân vùng núi cao Bắc Bộ được cảnh báo đề phòng nhiệt độ xuống thấp gây ra hiện tượng băng giá và sương muối, khi nhiệt độ ban đêm có thể giảm xuống sấp xỉ 0 độ C, kèm theo có mưa và độ ẩm cao. Trang AQ Weather nhận định thời tiết Hà Nội khô ráo, có nắng trong ngày 18 đến ngày 19 tháng 1, nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 26 đến 27 độ C. Đến ngày 20 tháng 1, khu vực chuyển mưa dông kèm theo nền nhiệt giảm nhẹ, dao động trong mức 18 đến 24 độ C. Những ngày tiếp theo, Hà Nội duy trì thời tiết mưa nhỏ, độ ẩm cao và nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh xuống mức rét đậm, rét hại, thấp nhất 9 đến 13 độ C. Và biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.